Chương 17. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được. Song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy của trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần, và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng, tôi ăn năn, thì hãy tha cho họ. Các sứ đồ thưa Chúa rằng, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa đáp rằng, nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng, hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Ai trong các ngươi có đẩy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng, hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, hắc không biểu nó rằng, hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ra, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng, chúng tôi là đầy tớ vô ích, đều chúng tôi đã làm là đều chắc phải làm. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng, lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng, hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Lại đến, sấp mặt xuống đất, nơi trơn Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng, đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giêsu, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của Con Người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng, Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ. Vì như chớp nháng lóe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng ngày trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con Người. Người ta ăn, uống, cưới gà, cho đến ngày Noe vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng, chìa, cất, dựng, đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. Ngày Con Người hiện ra cũng thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, 2 người nằm chung giường, 1 người được rước đi, còn 1 bị để lại. 2 người đàn bà say cối chung, 1 người được rước đi, còn 1 bị để lại. Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng, thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng, xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó.